Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video dạy chữ Hán theo giáo trình Kanji Look and Learn của kênh tiếng Nhật Cô Lam. Như đã giới thiệu trước đó ở video tổng quan về chữ Hán, một bài cuốn Kanji Look and Learn sẽ có 16 chữ Hán chính, kèm theo list các từ vựng chứa chữ Hán đó. Để sau một video có thể thuộc luôn được bài, mình sẽ chia đôi một bài ra thành hai video. Mỗi video dạy sẽ gồm 8 chữ Hán. Tài liệu cho video bao gồm hình động hướng dẫn viết của 8 chữ Hán chính, phân tích bộ thành phần cấu tạo nên chữ Hán chính đó. Mỗi chữ Hán sẽ có một ảnh minh họa để nhớ cách viết chữ, kèm theo đó là list các từ vựng liên quan hay gặp có chứa chữ Hán đó. Việc bạn cần làm khi học chữ Hán theo giáo trình Kanji Look and Learn là 8 chữ Hán chính thì bạn học viết, học Hán Việt, hiểu nghĩa, nhớ cách đọc, hiểu bộ thành phần nếu có. Các chữ Hán đi kèm thì không cần viết cũng được, chỉ cần hiểu nghĩa, đọc được là đủ. Bây giờ thì cùng mình đi vào bài học ngày hôm nay nhé. Kanji bài 20B. Chữ trì, trì ở đây có nghĩa là cái ao. Hình minh họa, trong ao có con tôm. Không nên tưởng ra con tôm lắm đúng không ạ? Chúng ta nhớ đến bộ thành phần đi, thì bộ thành phần của chữ trì có nghĩa là cái ao này bao gồm có bộ thủy ở bên tay trái và giã ở bên tay phải. Cũng không khó lắm cho nên chắc cũng không cần mẹo nhiều. Nhớ nha, thủy cộng giã tạo ra chữ trì có nghĩa là cái ao. Ike. Đen chi. Ike. Đen chi. Ike. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Denchi. Ike. Chữ phát trong xuất phát đó ạ. Hình tưởng tượng loài người đi lại bắt đầu bằng hai chân. Trời đất ơi. Thôi chắc chữ này các bạn phải chịu khó tập luyện viết nhiều rồi chứ không có mẹo gì cả. Bộ thành phần thì ở trên nó là bộ bát, còn ở dưới thì gọi là gần giống thôi. Gần giống bộ can nhưng mà cái nét dưới nó phẩy ra như chân đi chứ không phải bộ can mà dọc không xuống. Thôi chịu khó luyện viết nhiều chữ này thêm nha. Hatsum. Shippatsu. Happyo. Hatsumei. Hakken. Hatsum. Shippatsu. Hatsume. Hakken. Hatsum. Shippatsu. Happyo. Hatsumei. Hakken. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào.
phát. Phát âm. Phát hiện. Phát minh. Phát biểu. Chữ kiến, kiến trong kiến trúc ấy, tức là liên quan đến gì? À, tòa nhà rồi là xây dựng. Hình minh họa kia, trước khi xây dựng nhà này quan trọng có bản vẽ ngay để nhìn. Tại sao nhắc đến chữ vẽ? À, bởi vì chúng ta có cái bộ bên phải chính là chữ duật liên quan đến cây bút đó. Còn bộ bên trái chính là bộ dẫn. Câu mẹo khác, hình ảnh cây bút di chuyển. Di chuyển là yếm chỉ cái bộ dẫn đó nha. Chính là vẽ thiết kế xây dựng. Nhắc đến chữ kiến này có nghĩa là xây dựng này. Một câu mẹo dễ nhớ hơn để nhớ được ra chữ kiến đó là bộ dẫn duật đi học kiến trúc. Tức là gì? Bộ dẫn này rồi đến bộ duật này. Thì tạo ra chữ gì? Kiến trong kiến trúc. Tateru. Tatemono. Tatsu. Kensetsu. Kenchiku. Tateru. Tatemono. Tatsu. Kensetsu. Kenchiku. Tateru. Tatemono. Tatsu. Kensetsu. Kenchiku. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Tatsu. Tateru. Kenchiku. Tatemono. Kensetsu. Bây giờ chúng ta học đến chữ vật đây. Vật ở đây có nghĩa là gì? Đồ vật đó. Mono. Hình tưởng tượng. Ô hay lại có con bò với cả con gì kia? Cáo à? Con bò và con cáo đều là những vật thể sống. Tại sao lại liên tưởng như vậy? Con cáo thì người ta hình tưởng tượng hơi có con bò thì đúng là gì đây ạ? Chữ nghêu đúng không ạ? Của chúng ta rồi, nghêu có nghĩa là bò. Bên phải là một bộ thành phần nhỏ là bộ vật nha. Chữ này cũng chỉ cần luyện nhiều là quen thôi. Mono. Tabemono. Nomimono. Kaimono. Kimono. Doubutsu. Tatemono. Kudamono. Nimotsu. Mono. Tabemono. Nomimono. Kaimono. Kimono. Doubutsu.
建物 果物 荷物 物 食べ物 飲み物 買い物 着物 動物 建物 果物 荷物 Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Kimono 建物 飲み物 買い物 果物 動物 荷物 物 食べ物 Chữ phẩm Phẩm trong sản phẩm, thành phẩm á. Đó, hình vẽ, đây là hình ảnh của ba sản phẩm, ba cái hộp chồng lên nhau đúng không ạ? Cô thành phần thì chỉ có bộ khẩu thôi, ba bộ khẩu. Nhân phẩm con người không thể đánh giá qua ba cái mồm. Chữ này rất là dễ nhớ. Sinamono 製品 作品 上品な 下品な 品物 製品 作品 上品な 下品な 品物 製品 作品 上品な 下品な Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Sakuhin 品物 下品な 上品な 製品
Chữ lữ, lữ ở đây là gì? Trong lữ khách đúng không ạ? Lữ đoàn đấy. Tay người hướng dẫn cầm cờ, đằng sau là lữ khách, lữ lờ đi theo. Trước kia chúng ta đã học chữ hành rồi, bây giờ học thêm lữ, tạo thành lữ hành là đã viết được trọn bộ chữ Doko là du lịch. À, các bạn chịu khó viết thôi vì thực ra cái chữ này không có mẹo mấy, mỗi thành phần chỉ có bộ bên trái phân tích là bộ phương, bên phải thì nó cũng không ra bộ gì cả. Người lữ hành mất phương hướng, không có mẹo nhiều thì lại chịu khó luyện viết cho quen nha. Lữ hành, lữ quán, tàu bi, lữ hành. Lữ quán. Tàu bi. Lữ quán. Lữ quán. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Lữ quán. Tàu bi. Lữ quán. Chữ thông, thông ở đây là gì? Thông qua, đi qua, chính là gì? Tô đi mát đó, đi qua. Hình minh họa, tôi vượt tường rào để đi học. Còn về bộ thành phần thì là gồm có bộ dũng và xước các bạn nha. Dũng cảm bước đi dù giao thông có nguy hiểm là câu mẹo để nhớ cái chữ thông này. Dũng cảm bước đi để nhắc đến bộ xước nha. Dù giao thông có nguy hiểm, chữ thông gồm có dũng cộng xước. Tōru, kayou, tōri, kōtsū, tsūyaku, futsū, tsūkin. Tōru. Kayou.通り交通通訳。 通勤 通る 通う 通り 交通 通訳 普通 通勤 Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. 交通通勤
通訳。通る。普通。通う。通り。chữ tiến. Hình ảnh con chim đang tiến lên phía trước. Tại sao nhắc đến con chim ở đây? Bởi vì bộ thành phần nếu bạn nào đã quen thì nhận ra ngay đó là gì ạ? Bộ truy, đúng không ạ? Truy là con chim này. Với bên kia là gì? Xước. Nên người ta có một câu mẹo khá là vui như sau: con chim bị xước mà vẫn tiến lên. Cấm nghĩ bậy nhé. Nhắc lại, chữ tiến này thì có bộ thành phần là gì? Bộ truy cộng xước các bạn nha. Susume. Susumeru. Shingaku. Shinpo. Shinka. Susume. Susumeru. Shingaku. Shinpo. Shinka. Susume. Susumeru. Shingaku. Shinpo. Shinka. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Shinpo. Shingaku. Susume. Shinka. Susumeru. Bây giờ hãy cùng mình kiểm tra toàn bộ chữ Hán đã học ngày hôm nay nhé. Trong vòng 5 giây, bạn hãy cố gắng đọc chữ Hán hiển thị trên màn hình và nhẩm được nghĩa của nó trước khi phần đáp án hiện ra nha. Deva testo shimasho. Cùng kiểm tra nào. Tatemono. Tabi. Hapyo. Kaimono. Tsūkin. Kayou.
つ上品な進化果物進め旅館下品な品物旅行発音荷物立てる食べ物発見電池製品進学動物作品池出発通訳発明建築通り
建設飲み物進める進歩もの通る立つ着物交通建物Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu có bất cứ thắc mắc hay điều gì cần giải đáp, xin vui lòng comment ở dưới video hoặc truy cập fanpage để được hỗ trợ kịp thời. Chúc các bạn học hiệu quả cùng kênh tiếng Nhật Cô Lam. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.